Mến chào tất cả quý cô chú anh chị em. Và hôm nay thì em Tài sẽ giới thiệu những cái mẫu xe bền bỉ nè, phong dáng cũng đẹp. Hiện tại là đang có ở bên bãi ô tô Pháp Anh ha. Đó là những cái mẫu xe mà Vios ha, đến từ thương hiệu Nhật Bản anh chị ha. Số sàn cũng có mà số tự động cũng có. Đặc biệt khi mà anh chị mà mua những cái mẫu xe này, bên em sẽ tặng cho anh chị một cái vé mà đi du lịch ha. Đây là cái hành trình caravan. Chúng ta sẽ trải nghiệm là 800 km với 9 chiếc xe của mình mua luôn anh chị ha. Khi mà anh chị mà mua những cái chiếc xe bên em thì bên em sẽ tặng cho anh chị một cái vé nè, trị giá là 6 triệu đồng để chúng ta đi cái hành trình chúng ta ha, thành phố Hồ Chí Minh nè, Đà Lạt nè, về lại thành phố Hồ Chí Minh ha. Cái thời gian là chúng ta sẽ đi là 3 ngày 2 đêm anh chị ha. Và bây giờ thì em mời anh chị chúng ta cùng kiểm tra xe của mình ha. Đầu tiên em mời anh chị chúng ta đến với một cái mẫu xe, đó là Vios E đời 2017 anh chị. Động cơ là 1.5, xe được trang bị là hộp số sàn. Và hiện tại là bên em đang bán với một cái giá rất hợp lý, chỉ có là 315 triệu thôi. Đời 2017 anh chị ha. Form của nó là form mới luôn rồi. Nhìn cũng khá là đẹp. Đặc biệt là động cơ máy móc là cực kỳ bền bỉ anh chị. Xe được sở hữu một cái nước sơn là màu trắng ngọc trai. Đăng kiểm thì còn khá là dài, còn tới tháng 6 năm 2025 nha anh chị. Cực kỳ dài luôn. Và bây giờ em mời anh chị chúng ta cùng đi qua một vòng ha. Thứ nhất là mình coi về cái nước sơn này. Nước sơn rin cũng còn khá là nhiều anh chị. Cho nên là mình nhìn cái thùng bọng của nó nè, thẳng tưng à. Những cái dòng này thì nhiều khi là nước sơn là cũng có trầy xước, mình cũng có sơn dặm lại rồi nha anh chị, chứ không phải là nước sơn rin 100% đâu. Nhưng mà mình xem về cái chất xe nè, về cái phần mà tấp bi. Đây, tất cả những cái nút kính bấm nè, nhìn nè, còn khá là mới luôn. Rồi bây giờ em mời anh chị chúng ta đi vào phía bên trong khoang nội thất để chúng ta nhìn, chúng ta xem sơ anh chị ha. Phía bên trong khoang nội thất của mình, đầu tiên mình ấn tượng vô cái gì? Xe được trang bị màn hình 9 inch rồi anh chị ha, cam gia đầy đủ hết, củ số nè, hộp số sàn anh chị. Cái dòng mà Vios này thì Toyota Vios này anh chị yên tâm ha, về cái dòng mà dàn lạnh á, máy lạnh nè, cực kỳ lạnh luôn, cực kỳ mát luôn, cực kỳ sướng. Vô lăng ha, còn khá là mới. Gân guốc là còn nguyên bản hết anh chị ha. Trần vẫn là trần nỉ rin theo xe. Anh chị nhìn nè, về cái phần mà túp lô này còn khá là đẹp luôn anh chị. Màn hình của mình là màn hình xịn nha anh chị, rin theo xe. Cho nên là nó sẽ có sim nè. Về máy móc thì em bảo hành động cơ máy móc cho anh chị mình là 3 tháng. Còn về keo chỉ nè, anh chị xem ha, keo chỉ là nguyên rin, nguyên bản, không có một cái dấu hiệu cấn đụng hay là gì hết. Anh chị hết sức là yên tâm. Bên đây cũng vậy ha. Túp bi nè, còn khá là đẹp. Keo chỉ thôi, yên tâm, keo chỉ là nguyên bản. Phía bên trong mà cái khoang nội thất thì được sở hữu một cái màu vàng da bò anh chị ha. Ngồi cực kỳ êm ái luôn, cực kỳ sướng luôn. Đặc biệt là cái dòng mà Vios nha. Vios thì nó sẽ rộng rãi hơn Hyundai i10 nha anh chị. Anh chị ngồi phía bên trong là cực kỳ rộng rãi luôn. Và cái chiều dài cơ sở của dòng Vios này nó vẫn là dài hơn là Hyundai i10 luôn. Cho nên là anh chị là ngồi khá là rộng rãi. Đặc biệt là cốp phía sau nha anh chị. Cốp phía sau khá là rộng rãi luôn. Cái dòng là Vios E đời 2017 anh, số sàn. Đèn phía sau còn khá là sáng luôn. Để em mở cái cốp lên cho anh chị cùng xem nha. Cốp phía sau khá là rộng rãi. Cùng là một cái dòng sedan thôi, nhưng mà chiếc xe này nó có cái chiều dài cơ sở nó khá là dài, cho nên là cốp phía sau nó vẫn là rộng rãi hơn. Mời anh chị chúng ta cùng xem phía bên trong nè, cốp nè. Chúng ta để khoảng chừng 2-3 cái vali lớn ha, chứa đồ rất là nhiều luôn. Đây, bánh xe cua, đó là bánh mâm đúc rin theo xe luôn. Mình thay vào là mình sử dụng luôn anh chị, đội, đồ nghề, tay quay đầy đủ hết. Đặc biệt anh chị cùng xem, keo chỉ phía sau nè, vẫn là nguyên bản. Ốc có phía sau nè, chưa có một cái dấu hiệu tháo mở gì hết. Keo chỉ rin anh chị ha. Keo chỉ rin thì nó có những cái nút này nè. Anh chị nhìn à. Mà bình thường là không thể nào mà làm được anh chị. Động cơ mà 1.5 thì cái độ mà tiêu hao nhiên liệu anh chị nhìn nè, từ 5 lít cho tới 7 lít 3 thôi. Mình đi đường cao tốc mà đi đường trường anh chị chỉ có tốn có 5 lít thôi. Còn mình đi ra đường hỗn hợp là 7 lít 3 anh chị ha. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Mời anh chị chúng ta xem về cái phần tấp bi ha.
cực kỳ đẹp luôn. Đây phía trong anh chị ha, nhìn rộng rãi, rất là sang trọng luôn nha anh chị. Vios đời 2017, bánh mâm đúc trinh theo xe. Tất cả phía bên trong lồng dè nè anh chị ha, còn nguyên, không có một cái dấu hiệu mục mọt hay là gì hết. Thắng trang bị nè, thắng đĩa ABS anh chị ha. Đây là một cái dòng bản đủ nha anh chị, cho nên là dòng bản đủ nó sẽ có bánh mâm đúc nè, tích hợp xi nhan gương nè anh chị ha. Và bây giờ thì em mời anh chị chúng ta cùng ra anh phía trước chúng ta cùng xem nè. Đây là cái cánh cửa mà thường xuyên sử dụng nhiều nhất nè anh chị ha. Nè, tất cả kính bấm là auto tự động nha anh chị. Chúng ta là có gương nè, gương gập điện nè anh chị ha, có gương gập điện nè, gương chỉnh điện nè, left right bên trái bên phải nè anh chị, rất là đầy đủ tiện nghi cho mình luôn. Về máy móc là bên em sẽ bảo hành động cơ máy móc cho mình là 3 tháng nha anh chị, vậy là rất là yên tâm. Bây giờ em sẽ gắn cọc bình vô nha và em đề máy lên cho anh chị cùng xem ha, về động cơ khoang máy của em này. Đây, thương hiệu của Toyota Vios E anh chị ha. Đây, máy của mình là máy trắng nè. Khi mà mình kiểm tra xe, mình mở lên thăm nhớt mình coi thử là nó có bị hơi thừa nó lên đường này không anh chị ha. À, xe mình là không có hơi thừa gì hết. Bên em sẽ bảo hành động cơ máy móc cho mình là 3 tháng. Này anh chị nhìn nè, cabo vẫn là cabo rin theo xe, keo chỉ vẫn là nguyên bản nha anh chị. Keo chỉ là nguyên bản, ốc cabo chưa có dấu hiệu tháo mở. Nói chung là xe đẹp không lỗi nha anh chị. Máy là bên em sẽ bảo hành động cơ máy móc cho mình là 3 tháng. Máy rin nha anh chị, chưa có bung nắp dàn cò luôn. Máy rin. Và tiếp theo thì em mời anh chị chúng ta đến với một cái mẫu xe Vios anh chị ha. Dòng này là Vios G đời 2017 rồi anh chị. Hiện tại là bên em đang bán với giá là 370 triệu còn bớt lọc cho anh chị em mình. Động cơ là 1.5, xe được trang bị là hộp số tự động nha anh chị. Một cái dòng màu phiên bản đủ cho nên là có tích hợp nè, bánh mâm đúc rin theo xe nè, xi nhan gương nè, vô lăng tích hợp anh chị ha. Thì đây là một cái dòng mà xe gia đình, đăng kiểm là còn khá là dài anh chị ha, còn tới tháng 9 năm 2025 nữa anh chị. Bây giờ em mời anh chị chúng ta đi vào phía bên trong khoang nội thất nè. Khoang nội thất chúng ta đây là cái phần tấp bi nè, còn khá là đẹp luôn. Keo chỉ là bên em cam kết cho anh chị luôn là nguyên bản. Còn máy móc thì bên em sẽ bảo hành động cơ máy móc cho mình là 3 tháng. Anh chị xem ha. Đây là một cái dòng mà bản đủ cho nên là vô lăng tích hợp, vô lăng còn khá là đẹp. Tất cả những cái nội thất nè, đây là một cái nội thất xịn anh chị ha, rin theo xe luôn. Cái dòng mà G nội ngoại thất rồi, tất cả những thiết bị là nó đều là nó sang trọng hơn và nó xịn hơn những cái dòng mà E bình thường nha anh chị. Màn hình vẫn là màn hình rin theo xe luôn. Đặc biệt là cái những cái dòng Vios G à, thì dòng cao cấp thì nó có là điều hòa auto tự động nha anh chị. Mời anh chị chúng ta cùng xem ha. Còn cái form phía bên trong, cái độ rộng rãi thì nó cũng vẫn là bình thường, giống như tất cả những cái dòng Vios bình thường anh chị ha. Vẫn là cái độ rộng rãi tiêu chuẩn của nó luôn. À, nhưng mà được con cái là nội thất là sao, rất là xịn, ngồi rất là êm luôn. Anh chị nhìn nè, cái phần mà thùng bọng nó nè còn là nguyên bản hết, thẳng tưng hết, thùng bọng mỏng tan à. Có nghĩa là sao, về mà cái việc mà đắp bột matic cho này kia là không có nha anh chị. Sơn dặm tuốt bên ngoài thì có. Về phần mà cốp phía sau cũng vậy anh chị ha. Bây giờ mình sẽ xem về cốp phía sau để đánh giá về chất xe là có đi nhiều hay đi ít thôi anh chị. Chỉ còn như cái cốp phía sau thì cũng khá là rộng rãi anh chị ha. Hồi sớm em cũng đã giới thiệu những cái chiếc xe bên kia rồi, cốp phía sau khá là rộng rãi luôn. Em mời anh chị ha, chúng ta cùng xem. Đặc biệt là phần keo chỉ anh chị nè, keo chỉ là vẫn là nguyên bản, rin theo xe. Keo chỉ rin theo xe anh chị, yên tâm, không có cấn đụng, không có ngập nước nha anh chị. Vios G đời 2017 anh chị, trang bị là hộp số tự động. Cái dòng này thì cái độ mà tiêu hao nhiên liệu nè 1.5, nhưng mà mình đi đường cao tốc ha, chỉ có 4.8 thôi anh chị nè. Đường hỗn hợp thì nó là 7.7 nha anh chị.
Về máy móc thì bên em là sẽ bảo hành động cơ máy móc cho mình là 3 tháng, anh chị là yên tâm. Mời anh chị chúng ta cùng xem cận cảnh về cái vô lăng nè. Vô lăng là đây là một cái dòng vô lăng tích hợp còn khá là đẹp luôn. Tất cả những chức năng nè, gương gập điện nè, gương chỉnh điện nè, đầy đủ hết anh chị ha. Kính bấm là auto tự động. Nói chung đây là dòng xe mà bên em bán rất là chạy anh chị ha. Những cái dòng mà Vios rất là bền bỉ, là được mọi người là tin dùng rất là nhiều. Còn được mệnh danh là những cái dòng mà quốc dân anh chị ha. Đi vừa bền bỉ mà vừa tiết kiệm nhiên liệu. Về che mưa nè, bên em đã ốp hết rồi. Tất cả những cái ốp đèn đó nè, xi nhan gương ha, bên em đã ốp xi hết rồi. Tất cả những cái đèn phía trước như vậy đều có ốp xi hết rồi. Anh chị là yên tâm, nhìn rất là sang trọng luôn. Được có một cái nữa là sao anh chị, biển số Sài Gòn luôn, thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là bên em sẽ bao rút hồ sơ cho tất cả quý cô chú anh chị em mình luôn. Và tiếp theo em mời anh chị chúng ta đến với một mẫu xe Vios E anh chị ha, đời 2017, động cơ là 1.5, hiện tại là bên em đang bán với giá là chỉ có 315 triệu thôi. Cái dòng này là vẫn là một cái dòng phiên bản đủ nha anh chị, cho nên nó là tích hợp nè, bánh mông đúc in theo xe, tích hợp xi nhan gương. Tất cả những cái tay nắm cửa là bên em có ốp xi hết rồi. Thùng bọng là thẳng tưng anh chị ha. Đây, bánh mông đúc, rin theo xe, trang bị thắng đĩa ABS đầy đủ. Xe được sở hữu một cái nước sơn là màu bạc anh chị ha. Biển số là 60A41996. Bên em sẽ bao đúc hồ sơ cho anh chị. Xe đã được trang bị nè, màn hình cam gia đầy đủ hết rồi. Anh chị nhìn ha, đèn còn khá là sáng luôn. Nói chung là nhìn về phần thùng bọng bên ngoài là nhìn nè, đường gân mối chỉ nè, thẳng tưng thôi. Em mời anh chị chúng ta đi vào phía bên trong khoang nội thất ha. Đây chúng ta xem nè, về phần tấp bi còn khá là đẹp, khá là sáng. Bây giờ sẵn tiện em mời anh chị chúng ta xem cái nách cửa này ha, còn khá là đẹp. Trong cái nách cửa này là sơn rin 100% nha anh chị. Và tiếp theo em mời anh chị chúng ta cùng xem về cái phần mà túp lô nè. Nhìn cái túp lô là anh chị biết ha, xe đẹp, không có khoan đục, không có chạy qua taxi dịch vụ. Vô lăng còn khá là đẹp, màn hình này là màn hình rin theo xe. Máy lạnh thì cực kỳ lạnh luôn, cái dòng mà Vios này thì anh chị là yên tâm ha, về lạnh. Xe được trang bị là hộp số sàn, củ số rin theo xe. Nội thất phía bên trong nè, đây là một cái nội thất được sở hữu một cái màu da, đây là màu vàng kem anh chị ha. Nhìn khá là đẹp luôn, khá là sáng trong cái xe, rất là sang trọng nữa. Đây, tất cả những cái chốt cửa nè, còn khá là mới luôn anh chị. Em mời anh chị chúng ta đi vào phía bên trong khoang nội thất ha. Đây, về phần tấp bi nè, còn khá là đẹp. Phía bên trong khoang nội thất sạch sẽ, rộng rãi dành cho 5 người lớn nha anh chị. Trần thì xe của mình cũng vẫn là trần nỉ đinh theo xe nên là ngồi rất là mát luôn. Và em là có một cảm giác anh chị ha, khi mà mình sở hữu một cái trần mà nỉ rin á, là nhìn nó rất là sang trọng. Và em đặc biệt rất là thích những cái trần rin theo xe. Nè anh chị xem nè, keo chỉ vẫn là nguyên bản rin theo xe. Cốp phía sau anh chị ha, cái dòng Vios này khá là rộng rãi luôn anh chị. Máy móc là bên em sẽ bảo hành động cơ máy móc cho mình là 3 tháng nha anh chị. Bây giờ em mời anh chị chúng ta cùng xem, đây là cái cửa mà cửa tài mà thường xuyên sử dụng nhất. Thì anh chị mà khi mua xe mình nên xem cái cửa tài, cái độ hao mòn của gân nè anh chị ha, gân guốc nè. Kính bấm vẫn là kính bấm auto tự động. Dòng bản đủ cho nên nó có tích hợp xi nhan gương nè, gương gập điện nè, rồi gương chỉnh điện nè, đầy đủ hết anh chị. Trang bị là hộp số sàn cho nên là động cơ là 1.5, nên cái độ mà tiêu hao nhiên liệu của nó là từ 5 lít cho tới 7 lít thôi anh chị. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Anh chị về sử dụng gia đình nè, hoặc là chạy dịch vụ kiếm thêm đều được anh chị ha. Đời khá là cao, đời 2017 lần. Giá bán rất hợp lý, chỉ có 315 triệu thôi. Còn bước lọc cho anh chị em mình đến trực tiếp bãi xem xe. Còn khi mà anh chị xem xe thì khi mà lên thì bên em sẽ nâng cái gầm lên cho anh chị cùng xem ha. Đảm bảo cho anh chị luôn, không có mục mọt gì hết anh chị. Cái chương trình mà caravan của bên công ty bên em, chúng ta sẽ đi là 3 ngày 2 đêm nha anh chị ha. Một cái chuyến caravan là vượt là 800 km. Bên em là sẽ tặng cho anh chị một cái vé là trị giá là 6 triệu đồng để cho anh chị mà trải nghiệm trực tiếp trên cái chiếc xe của mình luôn. Để cho chuẩn bị cho những cái chuyến đi mà caravan đó thì bên em là có một cái đội ngũ gara kỹ thuật anh chị ha, kiểm tra xe rất là kỹ càng luôn. Hiện tại là bên em nè, gara đội ngũ của bên em là kiểm tra ha.
anh em nha. Sắp tới là có nghĩa là chương trình công ty của mình á là có tặng một cái vé cho khách hàng đi đi phượt ha, 800 km luôn, cho nên anh em cố gắng làm xe mà kỹ càng chút xíu nha. À, kiểm tra từng cái chi tiết luôn, à, những cái chi tiết mà lặt vặt ha, về máy móc, về động cơ là anh em cố gắng là kiểm tra cho kỹ ha, tất cả mọi chi tiết anh chị, đèn đuốc nè ha, đồ ngủ bên em là kiểm tra rất kỹ luôn. Và đây là xe của mình hay xe của ai mà nhiều vậy quý? Dạ xe của công ty. À xe công ty hả, của khách nữa hả? À đó, thì hiện tại là bên em là gara nè, sửa xe của công ty nè, và cũng cảm ơn là tất cả quý cô chú anh chị em mình gần xa ha đã tin tưởng và ủng hộ bên cái gara bên em rất là nhiều. Đây anh chị thấy không, khách qua đây sửa xe cũng rất là nhiều, và đặc biệt là xe của công ty của bên em nha là đều được kiểm tra kỹ càng hết luôn, để cho anh chị mà yên tâm về chúng ta đi phượt mà 800 km, mình đi trên chính chiếc xe của mình luôn nha anh chị ha. Rồi thì em cũng xin thay mặt cho công ty ô tô Pháp Anh là xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cô chú anh chị em mình đã tín nhiệm mua xe ở công ty ô tô Pháp Anh, và nhiều khi là cũng quay lại ủng hộ công ty Pháp Anh là sửa chữa ha. Và đặc biệt nha anh chị, bên công ty ô tô Pháp Anh là sẽ là bảo dưỡng miễn phí cho những anh chị nào mà đã mua xe bên ô tô Pháp Anh, những cái phụ tùng mà thay thế là bên em là sẽ lấy một cái mức giá rất là hợp lý cho anh chị luôn. Và em cũng xin được kết thúc cái video tại đây, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị em mình vào video lần sau. Xin chào ạ.